thay đổi tiêu cực là phải chấm con khớp. À, xin chào các bạn, giới thiệu với các bạn bàn chải sắt dùng để làm sạch. Thì mình có trên bàn đây là 15 cây dùng để đánh răng. Bàn chải thì chỉ dùng để làm sạch thôi. Thì cái loại này có rất là nhiều model khác nhau, nó sẽ khác nhau về mặt số hàng, số cột ở trên cái luống rau này. Thì mình lấy một cái để mình làm để review cho các bạn coi ha. Thì cái đế của nó bằng gỗ, thì họ làm hơi cong đấy, họ làm hơi cong cong này để mình cầm, mình đè, mình tì đè, tì cái tay lên để mình làm chà cho trong trường hợp mình cần lực chà lớn. Thì chính vì vậy họ làm cong. Còn họ cấy các cái sợi cước lên đây bằng kim loại, sợi này bằng kim loại nha các bạn. Thì cái model này của mã hàng của cái này là 250-6, 6 ở đây tức là 6 hàng, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy nó sẽ có loại là gạch 2, gạch 3, gạch 4, gạch 5, gạch 6. Điều đó có nghĩa là dẫn đến mật độ của cái sợi cước ở trên đây này, cái sợi kim loại, sợi dây thép ở trên đây nó sẽ dày hay mỏng, lớn hay nhỏ. Thì cái kiểu này là 6 mà nó có hàng ha, 1 cột đi ha, ma trận này 6 cột này, hàng ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nhưng mà ở mũi này thì cái số lượng nó sẽ giảm dần đi để làm vát, thì để mình hướng tiến tới nó dễ, nó giống như cái mũi tên vậy. Và bạn nhìn ở đây thì bạn thấy là họ làm nó lệch đi, chứ họ không có cấy giống như mình cấy lúa. Vì người Đức họ chắc họ không làm lúa, làm ruộng hay sao họ không biết cái lúa không có cấy thẳng. Thế là cấy thẳng thì là khi bạn chà thì nó sẽ không có sạch, như họ làm nó đan xen dần dần, lệch dần lệch dần đi. Nên mà nhìn ra thấy nó không có ngay hàng thẳng lối, nhưng mà nếu mà theo cái chiều đứng này, chiều dọc, chiều cột này thì nó vẫn cứ thẳng hàng. Thì cái sợi này rất cứng nha các bạn, độ cứng của nó rất là cao để nó làm vệ sinh. Thì ở đây họ không có cắt bằng, họ cắt cái dài cái ngắn, cái dài cái ngắn, chứ không phải họ cố ý họ làm như vậy, chứ không phải là họ không biết cắt. Cái dài cái ngắn này như vậy để cho bạn khi bạn chà trên cái bề mặt của nó bị lồi lõm á, thì những cái sợi nhỏ, sợi mà nó dài hơn á, nó sẽ dễ lọt xuống cái khe hơn. Còn nếu như bạn cắt dài, bạn tưởng tượng nếu như bạn cắt cho tất cả mọi thứ nó bằng nhau hết, thì khi bạn chà xuống các cái rãnh nó sẽ khó hơn, bởi cái mặt này nó sẽ khó xuống đi xuống cái rãnh hơn khi mà bạn thấy cái dài ngắn như thế này. Mục đích của cái việc làm nó là như vậy. Thì cái loại cây này á, độ dài của cây này là 295 chiều dài nha các bạn. Cây nào cũng 295 hết, bởi vì nó vừa với khuôn khổ của cái tay. 295 này, của đó là 296 là vậy. Có cái lỗ ở trên cái phần cán này cho các bạn treo móc dụng cụ lên trên kệ, chứ cái này không có làm việc ở trên cao. Và mình đeo trên cao thì cái này nó cắm vào người toàn ten, người cắm vào người đau quá. Thì cây này là của hãng Aira, họ sản xuất. Thì các bạn thấy là nó tổng cộng là 4 model khác nhau ở cái số hàng, mình gọi là số luống ấy. Cái này là 6, nó có 3, 4, 5, 6. Đây là 6, cây này là lớn nhất, mật độ dày nhất. Thì một hộp họ đóng thường là 6 cái. Ok. Chiều dài của cái sợi cước này là 2 phân rưỡi nha các bạn, 25 mm. Chiều dài, chiều cao của cái sợi cước này, thì gọi là sợi cước chứ các bạn cũng có thể gọi đó là cái gì thì gọi. Ok. Lưới thép rất cứng. Yeah.